Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Nhôm Cây. Giới thiệu với quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo chân anh Phạm Thủy ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Và hiện tại hôm nay kênh Nhôm Cây làm một cái video rất đặc biệt, đó là anh Thủy lần đầu tiên tạo tác cho một cây si của một vị khách cũng rất là đặc biệt gửi về vườn của anh Thủy làm. Hiện tại vị khách có hai cây phải nói hình như là đẹp nhất vườn của anh đấy, đó là một, đây là một cây xanh này. Đấy, một cây xanh cổ đẹp về gửi về vườn của anh Thùy để nhờ anh tạo tác. Và đây là một cây si. Anh ơi, em chỉ chậm bấm máy một chút mà cây nó đã quang đoãng hết rồi anh nhỉ. Em chào anh. Anh ơi, với một cái cốt si của bạn ấy, em nhìn có lẽ là tương đối là đẹp anh ạ. Thì cái cốt si này ý của anh sau này anh sẽ định hướng thế nào anh nhỉ? Mình tất cả các loại cây đều làm theo cây. Làm theo cây. Nếu mà cụ thể như cây này thì mình sẽ như cây này. Nó đây. Anh đấy. Hình chạy từ đây. Dạ vâng. Là giống như một con nòng ráng. Một con nòng ráng thì tất cả làm sẽ lao xuống đây. À đấy. Đúng. Đấy. Đúng rồi, anh khi mà anh nhìn thấy đúng là một nòng lao xuống thật. Và nó có cái đường chạy khá là dị đúng không anh? Ừ, cái đường chạy của nó này khá đẹp. Vâng, khá đẹp. À, ý tưởng là một tác phẩm nòng ráng thì mình không bị vào cái ý chủ quan của mình. Mình sẽ làm phá vỡ đi cái nét đẹp của bản thân của nó. Đây. Phần lấy cái này thì nó cũng lao theo cùng cái này, nhưng phải hở cái gầm này. Cho nên mới cắt hết đây, cắt đây, đưa lên rồi đưa ra thì hở được cái này. Vâng, nó khoe được cái nét đẹp nữa. Khoe được cái nét đẹp. Cứ theo cây nào. Không được làm theo ý chủ quan của mình. Mà đúng rồi, ở dưới này như anh làm như này thì đúng cũng là một cây dâu rồng đúng không? Ừ. Vâng. Dáng còn cái phần này là đầu rồng. Đấy. Phần kia là thân quận. Nào xuống chiều tượng nào cứ làm theo dáng cây. Còn khi mình xây dựng ý tưởng á, nó sẽ phá vỡ đi cấu trúc của cốt. À. Ôi à. Chưa có vào ấy đâu. Bạn chỉ vào chậm một chút nữa là hết cây luôn. Xong cây rồi. Phải làm rất nhanh. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là nghệ sĩ trèo Văn Mẩn. Nghệ sĩ ưu tú Văn Mẩn. Hiện tại là chủ của hai tác phẩm mà chúng ta đang vừa kênh Yêu Cây giới thiệu, đó là một tác phẩm xanh. Bạn ơi, bạn có thể, đây lần đầu tiên kênh Yêu Cây được giao lưu, bạn có thể giới thiệu kỹ hơn về bản thân để cho cộng đồng Yêu Cây được làm quen. Xin chào các khán giả của kênh Yêu Cây Bonsai. Thì hôm nay cũng là một cái dịp vô tình được gặp kênh Yêu Cây Bonsai về với vườn của anh. Mình là kênh Yêu Cây. Vâng, kênh Yêu Cây thì hôm nay anh về thì cũng vô tình về vườn anh Thùy thì mình cũng có tin tưởng và rất là hâm mộ cái tay nghề của anh Thùy. Con mắt của anh Thùy cũng có gửi ở đây hai cái cây. Thì nhờ anh tạo tác giúp để mình có những cái sản phẩm đẹp để chơi. Thì hôm nay vô tình gặp mà bạn ở đây thì cũng xin chia sẻ là đây, như các bạn thấy thì là cái cốt si này này. Nó là một cái cốt có cái tính nghệ thuật rất là cao. Vậy mình cũng rất là tin tưởng cái tay nghề cũng như là cái mắt thẩm mỹ của anh Thùy, đặc biệt là về cái lối làm bông tán thì cũng có nhờ anh giúp đỡ cho mình. Đấy, thì hai cây đúng không? Đúng rồi, cây này thì mình cũng đây là cá nhân mình thì mình đặt tên là cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng thì phía dưới cái cốt thì là hình con cá chép đang bơi. Đấy, đây như mắt mồm. Đây là mình gọi là mình hình tượng thôi. Tưởng tượng nó như vậy thôi. Trên thì là đầu con rồng đang chụp xuống. Thì tại sao mình thì cũng vô tình mình gặp cái cốt này thì
thì mình cũng nghĩ ngay đến cái tích cá chép hoa rồng. Về sau thì đọc thì mới thấy là nó rất, cái tích đó rất là hay và có nhiều cái ý nghĩa nhân văn. Thì mình cũng có một cái bài thơ viết về cái tác phẩm này của mình. Thơ mình gọi cây đi, chưa được đây mà bạn đứng đây để bạn chia sẻ bài thơ đấy với lại cộng đồng yêu cây. Bài thơ là: chép hóa rồng phải qua bao gành thác, bơi ngược dòng vượt ải vũ môn. Người thành công đâu chỉ bởi trí khôn, chân thiện nhẫn những điều cần khắc cốt. Nghị lực phi thường trước sau như một, bao gian nan thành bại đã từng. Dọc ngang Nam Bắc vẫy vùng, Nam Nhi thỏa chí tang bồng từ đây. Thì thỏa chí tang bồng thì ở trong này chỉ có mỗi cái câu thỏa chí tang bồng thì mình cũng tìm hiểu thì được biết là tại sao mình cứ hay dùng thỏa chí tang bồng nhưng mà không hiểu là gì. Thỏa chí trai thì mình biết, mọi người biết, nhưng thỏa chí tang bồng thì cũng có thể có người cũng chưa tìm hiểu được. Thì mình tìm hiểu ra thì cái chí tang bồng ở đây nó lại còn rộng lớn hơn là chí trai. Đấy, thì theo người Trung Quốc cổ ngày xưa thì họ sinh con ra thì họ thường là lấy cái chí tang bồng ở đây ấy, là cái tích từ là tang bồng hồ thỉ, tức là tang tức là cung tên, còn bồng là gỗ dâu, hồ là cỏ, hồ thỉ là cỏ, tức là một cái cung tên làm bằng gỗ dâu và mũi tên làm bằng cỏ hồ. Thì khi mà sinh một người con trai ra thì thường người ta làm một cái cung tên như vậy để người ta bắn sáu hướng, đông tây nam bắc và trên dưới, để người ta ước vọng là ước nguyện là người con đấy sẽ sau này sẽ thành tài. Nhưng mà thành tài ở đây nó còn rộng lớn hơn nữa là cái chí tang bồng ấy là cái người con trai đấy họ phải có cái sự gánh vác sơn hà, và như mình bây giờ là phải có một cái sự lan tỏa có ích cho xã hội và là một cái người lan tỏa được những cái tốt đẹp trong xã hội đấy. Tức là như vậy thì mình cũng mạo muội là có một bài thơ, thì chắc chắn sau này mà mình mà có duyên, có cơ may rồi có đủ các điều kiện để giữ lại cái tác phẩm này thì mình sẽ có một bài thơ đi theo. Hay quá. Qua nghiên cứu về trên Google thì kênh yêu cây biết được bạn là nghệ sĩ chèo của Hải Phòng đúng không? Mà bạn có bài thơ rất hay, bạn cho kênh yêu cây hỏi là nếu mà cái bài thơ có thể truyền tải thành chèo được không bạn? Truyền tải thì truyền tải được chứ bạn. Truyền tải được, nhưng mà để mà ứng ngay thì chưa ứng được, bởi vì chèo thì họ còn phải gieo vần gieo từ rồi là nhịp phách nữa cơ. Đấy bạn ơi, bạn cho mình hỏi bây giờ là anh Thùy đang làm, thì mình xin phép phỏng vấn bạn là vườn của bạn là cách vườn của anh Thùy sao? Vườn của mình thì phải nói thật là mình chưa có vườn, và mình những cây mình chọn lựa được thì mình hiện tại là mình đang đi gửi. Nhưng mà hai cái cây này, đặc biệt là cây xanh quê này, thì các bác cũng đã biết rồi là anh Thùy là, nếu mà nói xanh quê thì anh Thùy là một người là rất là am hiểu về cây xanh quê và có cái lối tạo tác là rất là đẹp, mang tính nghệ thuật cao. Đấy, thế cho nên là mình cũng đã chọn được một người mà mình ưng ý để tạo tác, để quyết định là để gửi gắm, đúng không? Rồi, gửi gắm để tạo nên, anh ấy tạo nên một cái tác phẩm đẹp để cho sau này mình có một cái tác phẩm đẹp để chơi. Đấy, thì xuống đến đây mới biết được anh Thùy không phải là chỉ làm mỗi cây xanh quê mà anh đây này, vườn của anh Thùy thì còn rất nhiều các cái chủng loại khác, dưới này rồi là si này, xanh Nam Điền, si rồi, đúng không? Xanh Nam Điền, tùng, đúng không? Không phải vậy, đúng rồi. Thế thì đặc biệt là cây xanh quê thì chắc chắn là trong làng cây thì anh Thùy cũng là một người là tạo được cái dấu ấn rất là lớn rồi, đã gọi là thương hiệu rồi, đúng không? Đấy, thương hiệu. May mắn là anh Thùy cũng yêu mến, cũng nhận lời là tạo tác giúp. Đấy. Đấy. Thế thì nhà bạn cách đây bao nhiêu cây? Nhà mình thì cách đây xa đấy, 30 cây. 30 cây à? Đấy. Bạn Mởn cùng có thể gọi là đồng niên với lại yêu cây, một nghệ sĩ chèo biết đến những cái tác phẩm của anh Thùy rất mến mộ và gửi về đây, tin tưởng gửi về đây hai tác phẩm để nhờ anh tạo tác theo thời gian.
cái tác phẩm của bạn là cá nhân tớ cũng như vừa tớ hỏi với anh Thùy là khá là ấn tượng. Tác phẩm có cái cốt cách rất là đẹp. Và như bạn chia sẻ là nó có cốt cách của rồng. Đây là một cái cốt nó mang cái hình linh vật. Tất nhiên là tất cả mọi thứ là đều là do con người ta tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà nhìn bằng mắt thường thì nó cũng tương đối là giống, nhìn đấy là mình có nhận ra ngay. Chứ không phải là nhìn mãi không ra mà để bảo là cá chép nhìn mãi không ra con cá chép cũng chẳng ra con rồng. Đấy thì mình cũng rất là may mắn khi sở hữu được cái cốt này. Mình với lại vừa mình hỏi hỏi anh Thùy thì đây là ta dáng long dáng. Cây dáng long rất là đẹp. Quý dáng. Anh Thùy ơi, cho em hỏi một chút là em thì em cái độ hiểu biết của em thì nó cũng ở mức độ. Thế nhưng mà em thì nếu mà dáng thì cái này có phải dáng siêu không anh? Cá chép hóa rồng ấy. Dạ. Thì đấy là nghị lực. Mà nhưng mà đây nó trở thành rồi. Nó thành rồi. Thành rồi. Thành rồng rồi. Bởi vì đây mình nghĩ đây là đầu rồng này. Râu đúng không? Đây đầu. Không. Đây là mình rồng cuộn. Đây mới là đầu rồng. Đầu rồng nó chạy như này. Đấy, đầu. Quá hay luôn. Anh Thùy ta đã vừa cắt ra đã nhìn thấy luôn được rồi. Cá chép hóa rồng là gần thành. Còn đây là thành rồi. Đấy. Anh Thùy giải thích một cách rất là ngắn gọn và em nghe thì cảm thấy rất là ưng. Đây chúng ta sẽ sang mặt. Thôi chúng ta cứ xem mặt này đã. Một chút anh Thùy sẽ làm mặt bên kia. Anh Thùy ơi, vì cái tính chất của si ấy, cái lá nó to hơn cái lá xanh thì khi mình tạo tác mình có nó có khác biệt với xanh nhiều không anh? Nếu mà đồng ý nghe thì mình phải nói là khác hoàn toàn. Vâng. Rất nhiều người tự la lá nhưng khác hoàn toàn. Chơi si chỉ có làm cành, chi và lá. Đừng có khái niệm làm dăm. Cành, chi và lá. Còn dăm là cũng tương đối lâu đúng không? Mà khó lắm. Các ông làm dăm sẽ chết này. Dần dần dăm sẽ chết. Si không ưa cắt giật. Si không ưa cắt giật. Thế nào mà ngoài cắt quen rồi. Thế là cứ thế cắt thôi đó. Đi vào bên trong cắt. Em thì em thấy như này anh chị ạ. Nếu mà mình cứ cắt ấy, thì cái bên ngoài nó cứ to lên bên trong. Cứ cắt liên tục là nó như vậy. Đây này. Ví dụ như đây. Mà chi nó đẩy rất rất nhanh về cái phía đầu này. Đây cho nên là đây như bạn cái như trong cây nhìn thấy nhá. Đúng rồi. Đây nha. Ví dụ như đoạn này là cắt giật này. Trước này mình cắt này. Thì cái đầu này nó sẽ to hơn. Bởi vì tất cả dưỡng chất nó đẩy ra rất nhanh. Nếu mình cắt giật đúng là cắt như anh Thùy nói là đây đợi nữa đấy bạn nhìn đây, khi mình cắt giật nhiều là nó cứ ở bên trong nó to, ở bên ngoài nó to, si đặc biệt vậy. Anh Thùy ơi, cái này có tí nữa mình có cắt đi không? Nhưng mà không cần cắt nữa. Để cái này nó vẫn mọc xong rồi thành cái cục vậy. Chỉ cắt đi thì nó đơn giản. Dạ. Cái này là cũng nhanh thành cây thôi anh nhỉ, thành luôn như vậy. Anh Thùy hôm qua chia sẻ với lại kênh cây này, tức là nếu mà đây là cây của anh Thùy thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thì cây của anh còn gì? Vì và đây là đây đây là cây của nghệ sĩ nên làm nó sẽ là tỉ mỉ hơn. Đây hôm nay rất là vui kênh yêu cây được giao lưu với lại hai nhân vật rất là nổi tiếng, đó là anh Thùy ở Kim Thụy Hải Phòng và bạn Mẩn, nghệ sĩ trèo của Hải Phòng.
nghệ sĩ ưu tú. Trước đây cũng có một hôm nay em Tùng Cha đã có một cụ mởn là cũng nghệ sĩ nhân dân trèo đấy. Đúng rồi. Đúng không? Thì cái tên của mình cũng xuất phát từ nghệ sĩ nhân dân Văn Mởn. À, thì anh Thủy chuẩn. Bởi vì là ở Thái Bình ấy, ở Thái Bình quy gốc Thái Bình mà. Ở Thái Bình thì họ rất là yêu trèo. Thế cho nên là ngày xưa ấy là cứ đi xem trèo là cứ thần tượng một cái nhân vật nào đó, một cái tên tuổi nào đó. Thì bố mẹ cũng thần tượng bác Văn Mởn nên là đặt tên là Văn Mởn. Thế cũng nhân duyên thì cuối cùng là mình cũng đi theo nghề. Thì bác thì nghỉ hưu rồi, bác thì lên nghệ sĩ nhân dân lâu lâu rồi. Mình thì bây giờ mới là nghệ sĩ ưu tú thôi. Thế tôi nói hay. Thế bạn cho mình hỏi là cái câu chuyện mà hai bố mẹ bạn ấy mà đặt tên cho bạn, câu chuyện này bạn đã kể cho anh Thủy nghe chưa? Chưa. À đấy. Chưa kể. Đấy quý vị ạ. Và cái này thì mình cũng có một cái bài báo phỏng vấn ở trên cái báo nghệ thuật. Thế là hôm nay anh Thủy bảo là trước là các cụ rất là yêu mến nghệ sĩ trèo Văn Mởn nên đặt tên con là Văn Mởn. Nặng kỳ thật đấy anh Thủy ạ. Cắt cột kình đấy nhưng mà vẽ này hợp lý này, xong cây luôn này. Xong rồi. Quan niệm của anh Thủy là chơi cây chứ không phải nuôi cây. Làm để chơi làm cây để chơi, tức là lúc nào đến nó vẫn là cái cây. Không, nó không giống như mình vừa nãy là nó cả một cái. Chúng ta hôm nay sẽ được xem anh Thủy vẽ rồng. Đây quý vị, chúng ta ngắm một chút. Tôi làm rồng mười mấy năm. Em đã nói là rồng thì phải là anh thì mới chinh phục được. Mới là đủ văn lĩnh. Chúc mừng bạn Văn Mởn trong ý tưởng là cá chép hóa rồng nhưng bản chất là đã xong. Cái cây này thì từ khi mình nhìn thấy cái cốt này đấy thì mình nhận thấy là như thế này. Thực ra là nó là cốt rất là liền lạc và nó là tự nhiên nhiều hơn là do đục đẽo hoặc là do mình ghép chắp nối. Đúng rồi. Đấy, bạn nhìn ở đây thì bạn thấy là cái người đầu tiên người ta mua cái cốt này là chắc là người ta cũng có một cái ý tưởng nào đó. Và cây này có duy nhất một cái vết cắt này. Vết cắt này chính là vết cắt đáng giá để tạo nên cái tác phẩm này. Vết cắt kinh điển luôn. Tiền triệu thôi. Không nhưng mà đúng là cũng là nhân duyên đấy. Mua được cái cốt này. Đẹp quá. Chúc mừng bạn. Và đặc biệt là quan trọng nhất khi bạn mua được cốt và bạn tìm được cái người để thể hiện được cái ý tưởng của bạn thành hiện thực. Đó là anh Thủy đúng không? Thực ra thì trước đây đấy thì cũng chưa có cái kinh nghiệm và cũng chưa có cái nhìn nhận cho nó chính xác. Thì mình cũng mua được tương đối lâu rồi. Nếu mà si thì làm là cũng tương đối nhanh anh thì nhận không. Thế nhưng mà mãi cũng chẳng thành cây. Cứ giật bụp xẹt thì cũng mãi cứ giật. Rồi cứ xòe xẹt ra như vậy. Nhưng mà nay thì đây, qua một cái thời gian rất là ngắn mà không nhanh thì còn xong đến nơi. Không vào nhanh là xong. Mà đây đúng là giờ đã nhìn thành, đã thành cây rồi. Thôi cái này cứ vừa chơi vừa làm anh thì nhỉ. Dần dần làm xong rồi bê được về rồi. Vâng. Thế bê phải chơi hôm nào lại bê sang cắt tiếp. Chơi luôn, không phải nghĩ luôn. Này mà cũng chơi thì còn định chơi gì. Em từ ngày gặp anh Thủy và được anh Thủy chia sẻ cái định nghĩa là chơi cây là bắt đầu em về là em chơi cây đúng nghĩa luôn đấy. Tức lúc nào cây cũng là cây chơi, kể cả nó là một cái cốt ra ít mầm thôi nhưng cũng sạch sẽ để chơi cho mình. Chơi gì?
thì nào thích chơi thì người ta mua đồ chơi của mình. Để khi nào trở thành đồ chơi nó mới đắt chứ còn. Chưa trở thành đồ chơi thì sao mà đắt được. Xong luôn. Chúc mừng bạn. Thế thì bạn phải mua thêm vài cốc nước nữa. Xin được thích quá. Xi lên đá thì có hợp bằng xịn. Nói chung là cây này khẳng định là cây đẳng cấp. Cho nên sau khi cuối sang lòng, đầu sang lòng nên đá thay chậu. Là không phải đơn giản này, nó cây nó khiếp. Qua Tết anh nhỉ? Qua Tết nên đá là thời tiết đẹp không? Cứ từ tháng 2 trở ra mình nhìn thoải mái. Đây ví dụ giờ sao cho nó tức như này, với cái bông này mà nó đến đây. Vâng. Nó đến đây thì nó nở này. Mình phải vén tất cả này lên nọ này. Phải cắt cái này đi. Để cái này nó triển khai ra đây. Nó lợp ra đây thì tạo cái hườm này. Tạo cái hườm này, cắt cái này thì nhìn thấy cái này. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Bạn đứng ngoài kia cho tớ xin kiểu ảnh với anh. Bên anh Thùy. Cái nước của anh. Đấy. Thôi cứ Bạn đứng ngắm này. Không, ngắm cây cần gì. Ngắm đấy. Đấy. Chúc mừng chủ cây. Có một cây rất quý. Cách triển khai bùng của anh. Nhưng mà lại làm cái này che đi. Mà cứ nghĩ là nó ngoằn ngoằn nó. Tức là khi mà làm cái đấy anh ạ, là cứ nghĩ là nó có điều gì đó nó rất là điểm khó anh. Đấy, đấy. Dùng từ đấy. Nhưng mà các cao thủ gọi là quái. À, quái hoặc là điểm khó. Ừ. Quái thì nó hay dở. Chữ kỳ của nó nghĩa là chữ lạ. Vâng. Chứ mình đôi khi mình chính vì mình dùng từ sai nên là cái tư duy con đường đôi khi nó cũng sai đấy. Dân gian nói quen mồm nó quen rồi, cứ tưởng quái là kỳ, đã gọi là quái nhân dị dạng, nói 1000 lần rồi không thay đổi. Khi nào phải thật xuất sắc có chữ kỳ, người ta ghép lại hai từ là kỳ quan, kỳ quan,
những cái rễ này thì con nhặt đi không anh? Ừ, chữ kỳ đẹp như thế, chuyển sang chữ quái nên. Thi nhau chứ anh em thi nhau tôn vinh chữ quái. Cây của bạn quái thật đấy. Quái thì bao giờ cũng đi với gỡ. Có ai người ta chơi với quái nhân. Kỳ nhân thì chơi được nữa. Kỳ nhân dị thảo. Có câu chữ dị là chữ khác. Tức là một loại thảo khác. Lạ. Từ chữ thảo có nghĩa là chữ cỏ, cho nên là không bao giờ các ông rủ tôi mua được một kỳ nan ở đâu. Nan là thảo. Nan thảo. Kỳ hoa dị thảo. Kỳ hoa dị thảo. Đây anh nhìn. Vâng. Cái khuỷu này rất là đẹp. Mình cắt mấy cành đi rồi nhưng giờ vẫn phải lưng lên này. Phải lưng nó lên đã. Xong phải đưa ra không. Sao? Không nó lại che cái chỗ này đúng không? Xong rồi ông mới đưa ra theo ý của ông. Ra chưa? Vâng. Sau ngày xưa nó sẽ chạy như này, hở hết cái này ra. Giờ khó chịu thì cắt nhưng mà cứ để nuôi này. Thấy cái này song song hòm hòm đấy. Ưng chưa? Chủ cây nhìn này ưng chưa? Nói chung là thành cây rồi. Thành cây rồi. Trước đây là mình chơi cốt. Bây giờ là mình chơi cây. Đấy. Cái dựng này là khó chứ. Quan trọng là cái sắp đặt. Bởi vì có người chơi cốt mãi mà không thành được cây bởi vì người ta không dựng được cây. Chính là cái bước này. Cây cốt thì rất đẹp. À, bạn sở hữu cái cốt này lâu chưa mà? Mình sở hữu được 2 năm. 2 năm? 2 năm. Khi mà mua về là nó như nào? Nó có mầm như nào? Mua về thì thực ra thì cũng như thế này. Nhưng mà cứ cắt mãi. Cứ giật mãi. Nó cuối cùng nó chả biết nó giật đến bao giờ. Đây gọi là cái giá trị của nghệ nhân đúng không? Đúng rồi. Nên mình cũng như thế này, cũng cái nguyên liệu như thế này. Nhưng mà mình vẫn chưa dựng được cây. Sau 2 năm nuôi thì nó vẫn thế. Đương nhiên là thân có thể nở hơn. Đấy. Nhưng mà vẫn làm một cái cốt. Nhưng nghệ nhân này làm đúng một lần thôi, thành cây luôn. Mà nếu mà ví dụ như là chúng ta bí thì chúng ta vẫn là có thể bê về và chúng ta cắt theo đúng cái làn này. Đấy. Đây. Anh Thủy sẽ làm quả phúc. Cạp những cái vết, nên cạp đi được. Cạp lõm vào thì nó bùng mạnh lắm. Không rồi nó vừa lên. Cái văng ra để cho nó đuổi ra sang bên này đúng anh Thùy. Vâng, hay là hai là quả phúc nó to hơn.
Vậy là cây này cũng là cái tầm không phải là bé đâu anh nhỉ? Đây là gần sang tầm trung. Và nhưng mà sau khi thiết kế chậu với đá vào thì nó thành cây tầm trung. Thì sau này nó sẽ già lên đây. Già lên đây. Tùng còn bước thổi lá nữa Tùng. Sau khoảng hơn 40 phút thì anh Thủy đã hoàn thành xong cây xi này rồi. Anh có thể anh đây, tức là em nghĩ là đây là một cái cốt xi rất là khó. Nó có cái đường chạy rất dị, anh có thể chia sẻ sâu hơn cho chúng em nhìn. Thứ nhất là cái chia khoảng bông bóng ấy. Chia bông bóng ấy. Cái cốt này là bởi vì là chủ cây trước khi mà đưa đến anh thì cũng đã 2 năm rồi, nhưng mà cũng chưa chia được. Chưa chia được là bởi vì khi chia đấy, là tất cả các thợ làm cây đều dính vào việc chia xương là chia xong cây. Nghĩa là thế nào? Tức là không chia lúc mọc lá. À. Đó là lý do tại sao. Anh chỉ nó rõ hơn để bọn em cành, nhận thức nó. Cái cành to vừa rồi đâu. Mình phải cắt cành này đi. Đây. Bởi vì lúc làm xương thì đẹp nhưng cũng không tính lá. Vâng. Là tôi cắt đi đấy. Thì tôi tính lá trên đây. Thì đây mới nhìn sang được cái thân này. Nào cái cảnh đây mất thân. Vâng. Mất chưa? Giờ ra chưa? Nhưng mà do cũng chính về cái yếu tố đấy, chân cành này không rông lên mà để ngang ra đây, thì khiến giờ cái chỗ này hơi hẹp. Đến lúc làm lại như thế này thì một cái cành đẹp như này mình phải cắt. Đúng rồi. Đó. Tức là cái lý luận của anh, tức là khi mà anh chia bông bóng này là anh để lá. Ừ. Thì mình hình dung nó sẽ dễ hơn đúng không? Nó sẽ dễ hơn. Đây, giờ trống này, nay mai không phải này. Khi lá mọc lên đây này. Vâng. Khi lá mọc lên đây này. Không đơn giản đâu. Đây. Như mình lại cắt cành này đi. Cắt cành này đi để ra cái đường chạy này. Với đường chạy như làm đi. Thì để cành này thì này mất cành. Cắt cành này đi thì ra đưa cái này lên. Đưa cái này lên thì sẽ nhìn được cái gầm này. Ừ. Chứ có ông để dưới đây. Đây mà. Mất gầm. Ừ. Làm đẹp thế này sẽ không làm mất. Cắt hai cành này đi. Thì ra cái kiểu này. Cũng lưng cái này lên rồi ra đây. Cắt một hai nhánh này đi. Lên đây ra đây ra mai nó có cái lá lợp đây. Thì ra được cái hườm này. Vâng. Đó. Hình dung chưa? Hình dung được. Đấy. Cái này phải cắt đi để ra cái thân này. Đây trước nó cái cành to đây là. Vâng. Cắt đi thì ra cái chỗ này. Đây cắt hai cành này đi, lưng cái này ra đây thì ra được cái này. Không để đây mất chỗ này. Đúng không? Vâng. Giờ ra cái này. Cắt cái này đi thì nên đây ra đây không xẻ vào đây nữa. À. À. Anh ơi, mọi người vẫn nói là anh, tức là anh Thùy rất nổi tiếng về tạo tác về long. Đây là một tác phẩm xi mà như anh chia sẻ là nó có hình dáng của long. Nó là long chứ không phải hình dáng. À, nó là long đúng không? Nó là long. Anh có thể chia sẻ sâu hơn về cái ý nghĩa để cho anh em cảm nhận được cái độ quý của tác phẩm này. Nếu mà thông thường thì người ta sẽ tính cây từ đây. Vâng. Nhưng mà do cái cấu trúc của cây này tạo tác cắt từ ban đầu thì giờ cứ nhìn lên. Đây là cái đầu rồng. Vâng. Đây này, chạy. Đang đúng như này. Nó đang xuống. Vâng. Đang xuống là chứ không phải xuống hằng. Đó. Đây là một loại long dũng mãnh. Long dũng mãnh đúng không? Ừ, vâng. Thì mới lao kiểu này. Đương nhiên là cây thì nó vì là vật thể sống, nó không như điêu khắc. Vâng. Cho nên không thể là cái gì là cái đó được. À, nó có cái hình tượng ở trong đó. Dạ. Từ đó mình tạo tác. Để ra bóng mái. Em xin chúc mừng bạn Mởn, xin cảm ơn anh.
Với góc nhìn của anh thì phải xin chúc mừng chủ cây. Vì hôm nay mình phát hiện ra mình được sở hữu một tác phẩm nong rất là dũng mãnh. Đấy. Rồi. Đây chúng ta nó sẽ rất bay và rất phiêu. Bay, đám đám bay. Bởi vì là mình để thấp nó vậy. Bản chất là cái con rồng này nó cũng đang bay. Đang bay đấy. Đang bay đây. Thân nó đang cái, bay. Cái cây si này ấy thì nó được một cái ưu điểm nữa ấy, là nó về cái chất liệu. Si búp hồng nhưng mà nó có những đoạn lưu cục cơ địa rất là tốt. Cơ địa tốt. Và mà. Đặc biệt lá anh Thủy ạ. Cây này. Lá cây này anh cắt như này nhá, nó nhỏ ri. Chỉ cắt một lần hai lần nó đã nhỏ ri rồi. Thế chất liệu đẹp. Nhưng cái cây này nó vậy. Ok, chúc mừng bạn cây nhu cây xin phép được dừng cuốn video ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục về với vườn của anh Thủy với những cái tác phẩm tùng. Xin chúc mừng bạn nhé. Bắt tay đây. Chúc mừng ạ.